Hello mọi người. Mọi người có khỏe không? Thì em đang đứng ở trước một cái siêu thị dành cho người Nhật ở ngay đường Lê Thánh Tôn, quận 1, phường Bánh Ghé quận 1, ngay trung tâm thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì ở trong ngày người ta bán những cái thực phẩm, những đồ ăn uống, rồi những cái đồ tiêu dùng là của Nhật thôi, siêu thị mà. Bên đây cũng là một cái nhà hàng của người Nhật nè. Đây nguyên khu phố này dành cho người Nhật luôn. Đó, bên phía cả cộng bên đó là Circle K đó, kế bên cũng là nhà hàng người Nhật. Đây. Rồi ở bên kia. Bên kia là Sài Gòn Sky Garden. Đó là nguyên một cái tòa nhà đó là dành cho người Nhật. Họ đến mà họ làm việc. Làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, làm việc ở Việt Nam mình thì đánh ở đó rất là nhiều. Đây là tòa nhà BIDV. Mà cái bên đó cũng là Lancaster. The Lancaster là cũng là nơi phục vụ cho khách Nhật. Đường Lê Thánh Tôn này là hiện tại là 7 giờ 19 giờ anh không? 9 giờ, hiện tại là 9 giờ và khách thì không biết rồi, rất là nhiều. Rất là nhiều khách. Mình hãy xem xung quanh khu phố này một vòng nhé. Đây. Khu phố này là người Nhật. Khách Nhật. Đó, như bên đây cũng vậy. Bên đây tốt kia cũng là spa dành cho người Nhật. Ở đó là ngã tư Thái Văn Lùng với Lê Thánh Tôn. Thì cái đường Thái Văn Lùng á, đường ngang á, thì con đường đó là cũng khách Nhật rất là nhiều. Đó, nó có một cái cô gái Nhật, cô gái Việt Nam đang nói chuyện với một cái khách nước ngoài á, làm mời họ vào làm mày food gì đó, food body gì đó không biết. Đây là đường phố ở Việt Nam lúc 9 giờ đêm. Rồi mình sẽ đi qua bên đường nhé, đi bên đường đi. Bởi vì bên đây không có tiện lắm, bên đây đây người ta làm ăn mình không tiện. Đây là Sài Gòn đường Lê Thánh Tôn vào lúc về đêm, khách rất là nhộn nhịp và đặc biệt là những trong những cái con hẻm bên kia đường. Đây là đường phố Sài Gòn về đêm. À, như cái tòa nhà này mình nói là tòa nhà này là Lancaster này, khám bệnh hay là ăn uống gì đó cũng khu Nhật. Kế bên tòa nhà Sky Garden cũng phục vụ cho khách Nhật. Còn đường phố đây là mình cứ đi bộ thôi, đi bộ. Và bên đó thì siêu thị dành cho người Nhật. Đây là đường phố Sài Gòn rất là nhộn nhịp về đêm. Đây, đây chính là hai anh bạn người Nhật. Đây là xung quanh cuộc sống Sài Gòn về đêm nhé. Chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Mọi người hãy đăng ký kênh của em để xem video tiếp theo của em nhé. Chào mọi người.